Lại có thêm một giám đốc CDC bị khởi tố vì có liên quan đến vụ nâng khống giá kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Đó là ông Lâm Văn Tuấn, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bắc Giang. Ông Tuấn bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm khi mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Ngày 21 tháng 1, ông Tuấn bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh, C03 khởi tố tạm giam ông Phan Huy Văn, giám đốc công ty Phan Anh và Phan Thị Khánh Vân, chị ruột của Văn. C03 cáo buộc giám đốc CDC Bắc Giang cùng với Phan Huy Văn, Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á và một số người có sai phạm khi tổ chức đấu thầu mua kit xét nghiệm COVID-19 do Việt Á sản xuất. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 148 tỷ đồng. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, ông Văn và bà Vân bị nghi nhận trên 44 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng từ Việt Á. Bà Vân chi một phần tiền trong Tuấn. Trước đó, đại diện Sở Y tế Bắc Giang từng nói trong gần 2 năm phòng chống COVID-19, các cơ sở y tế trên địa bàn không ký hợp đồng mua máy móc, trang thiết bị với Việt Á. Mở rộng vụ án, nhà chức trách khởi tố ông Nguyễn Nam Liên, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính, Bộ Y tế, Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, Trịnh Thanh Hùng, vụ phó khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Văn Định, giám đốc CDC Nghệ An, Nguyễn Thành Danh, giám đốc CDC Bình Dương cùng một số người bị khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.